Thường mình bánh gì này. Răng này dằm Thái mong muốn răng lạc hết đi, răng lạc cả cái đầm trong tủ nữa. Mình đã hoàn thành xong bức tranh hình con chim này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình nhé. Bye bye.